chào các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay Hảo sẽ giới thiệu đến các bạn thể loại tranh phong cảnh. Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy nhấn like, đăng ký và nhấn vào hình quả chuông để Hảo có thêm động lực để làm những video mới nhé. Hôm nay thì Hảo sẽ để cái bảng màu phía bên cạnh. Các bạn có thể quan sát cách pha màu, cho nên Thảo sẽ không nhắc nhiều về màu nữa nhé. Bức tranh này chúng ta vẽ màu cũng tương đối là mát đấy. Màu rất là tươi ha. Cái bức này thì các bạn có thể áp dụng cho các thể loại tranh phong cảnh, phong thủy đều được hết nha các bạn nhé. Bước đầu tiên là bước vác tranh. Các bạn hãy xác định cái đường chân trời so với tổng chiều đứng của bức tranh. Lưu ý là cái đường chân trời nó luôn song song với mặt đất nha các bạn, song song với chiều ngang ở phía dưới bức tranh, cạnh ngang ở phía dưới. Sau đấy là các bạn xác định gì cái vị trí ngồi của bụi cây. Chúng ta xác định những cái cây lớn ở phía gần nhé. Xác định vị trí của bụi cỏ và những cái lùm cây nhỏ sau. Màu thì Hảo sẽ không nhắc nữa, tại vì đã có bảng màu ở phía trên rồi, các bạn cứ nhìn theo tay người vẽ thôi.
chỉ có những cái điểm nào mà đến cái phần đáng lưu ý thì Hảo nhắc thôi. Chúng ta kết hợp vẽ nước luôn nhé. Ở cái khu nước động thì chúng ta sẽ kéo thành những đường thẳng đứng. À xin lỗi, nước lên nó tĩnh chứ. Trừ cái bóng ra. Sau khi vẽ cái nguồn sáng của nước rồi thì chúng ta lại đi vào vẽ bóng. Khi mà chúng ta vẽ cái bóng thì cố gắng là cái bóng cây và màu nước chúng ta cố gắng là hòa vào nhé. Nếu mà bạn nào vẽ acrylic thì nếu mà đã khô rồi thì chúng ta sẽ pha cái màu nước ở phía bên cạnh vào một chút để cho cái màu nước bóng nước và cái màu nước tươi sáng thì nó hòa vào với nhau. Hôm nay chúng ta dùng cái cọ chấm cỏ, không phải là cái cọ xanh mà đã giới thiệu nhé. Cái cọ nó hơi xù một chút. Bước này màu sắc nó cũng tương đối là đơn giản. Nhìn vào cái bảng màu là biết là các bạn. Thì nếu mà những bức cổ điển thì nhiều màu lắm. Vẽ cái sơn dầu này thì được cái lợi thế là cái màu sắc nó hòa chung với nhau rất dễ vẽ. Thường thường tả những bức khó bức dễ à, xin lỗi, những cái bức khó thì nó đi đến cái khúc cần hòa màu thì rất là dễ. Và kết hợp vẽ luôn cái cành cây. Các bạn lưu ý là càng về phía trên thì cái phía trên ngọn cây thì cành cây nó sẽ nhỏ lại nhé.
ta sử dụng có thể sử dụng cái cọ non nhỏ tương đương với cái kích thước của cây nếu mà các bạn vẽ như mức lớn. Còn mức này cũng tương đối nhỏ thành ra là chúng ta có thể sử dụng cọ tỉa. Sau khi lót xong là chúng ta đi vào bước tả nhé. Cây ở phía xa chúng ta sẽ vẽ mờ hơn, nó có nhiều màu trời hơn các bạn. Cái bước này chúng ta sử dụng cái cọ nó xù tròn chứ không phải cọ dẹt như bữa hôm Hảo giới thiệu nhé. Thực ra bữa hôm Hảo giới thiệu đấy là những cái loại cọ cơ bản thôi, nhưng mà cũng còn nhiều loại cọ khác mà Hảo chưa giới thiệu hết. Tại vì những cái loại cọ mà Hảo đã giới thiệu thì nó tương đối là phổ biến, còn những cái loại cọ mà cái loại cọ này mà đang chấm này này nó cũng không phải phổ biến lắm, nhà họ đã không giới thiệu với các bạn. Cọ khác nhau nhưng mà nguyên tắc chấm thì vẫn như thế thôi bạn. Chúng ta chấm sắc độ trung gian để định hình cái lá, sau đấy đẩy sáng thôi. Để cái bảng màu trên kia nhàn biết bao nhiêu, Hảo sẽ không phải nói quá nhiều như mấy cái kia. Những mấy trước Hảo đã nói rất là nhiều nhưng mà thực ra để hình dung thì nó cũng tương đối là khó. Bây giờ thì để cái bảng màu bên cạnh thì các bạn có thể nhìn trực tiếp và nhìn cái tỉ lệ màu luôn. Ở phía xa thì các bạn có thể pha thêm một chút màu tím tím cũng được nhé. Cái cách chấm cây này thì các bạn cứ quen cái loại cọ nào thì chúng ta cứ chấm cái cọ đấy nhé. Người vẽ ở đây thì họ cũng đã cứng tay rồi thì họ có thể thay đổi linh động được, tức là cũng đã thử rất là nhiều cái thể loại rồi. Thành ra là để cho họ vẽ một cái thể loại khác vẫn vẽ được. Còn nếu mà các bạn vẽ chưa quen thì cứ theo lệ cũ mà làm, chúng ta sử dụng cái cọ nào chúng ta quen tay nhất. Về cơ bản thì cái cách châm lá cây nó cũng dựa trên nguyên tắc ánh sáng thôi chứ cũng không có vấn đề gì cả.
còn lại là ở chúng ta luyện tập. Phải thực hành thật nhiều thì nó mới vỡ ra được. Khi mà chúng ta lót có một số chỗ chưa đủ tối thì bạn có thể nhấn thêm tối cũng được. Tại vì vẽ tranh là một quá trình, không phải là chúng ta làm phát ăn ngay được, mà có những có một số chỗ thì chúng ta cảm thấy thiếu thì chúng ta vẫn có thể là sửa đổi được, không vấn đề gì nhé các bạn. Các bạn quan sát kỹ cách pha màu nhé. Ở phía xa đấy là chúng ta pha thêm màu xanh dương trắng, tức là cái màu trời các bạn. Các bạn quan sát cái cây ở phía xa nó cam cam nhưng mà chúng ta vẫn pha thêm màu trời. Là nó sẽ hòa chung vào cái bầu trời, cảm giác tạo cảm giác như là cái cây đấy sẽ hút về phía xa. Những cái sự vật ở phía xa thì chúng ta tả tương đối là đơn giản thôi nhé, tả có thể hai sắc độ là đã ok rồi chứ không cần tả kỹ quá. Nếu mà các bạn tả kỹ được thì cũng ok, không vấn đề gì, nhưng mà với điều kiện các bạn tả kỹ được ở phía xa thì ở phía gần chúng ta có thể đảm bảo ổn định phong cách, chúng ta có thể tả thật kỹ hơn phía ở gần. Nếu mà không thì các bạn lơ lơ thì phía xa thôi. Bức tranh này màu rất là xanh mát, cảm giác như mùa hạ các bạn. Màu xanh mát nhưng mà ở phía trên nó có một chút ánh của cái màu vàng và nghệ, tạo cảm giác ánh nắng rất là ấm. Gần đến khúc cuối rồi là sẽ không tua nhanh nhé, các bạn quan sát kỹ. Tại vì ở phía cuối này chúng ta tả, các bạn phải nhìn rất là kỹ. Thế mà cứ tua ảo ảo chắc là cái bạn nào mới học thì sẽ không theo kịp. Các bạn quan sát kỹ cái cách người ta chấm lá nhé. Ở cái khúc này họ quay sót một chút nha, cái lớp lót cái lá cây sáng này nè.
cây có cái cành đua ra này, và chúng ta pha chút màu cam tạo cái cảm giác như cái lá nó úa úa các bạn. Đây là chúng ta sẽ tạo ra nhiều cái màu xanh như thế để cho cái bức tranh của chúng ta nó sẽ sinh động hơn. Chứ nếu các bạn sử dụng một cái tông màu xanh không mà không pha thêm các màu khác thì thường thường cái màu xanh của chúng ta nó sẽ bị nhàm. Cái cây xanh đấy chúng ta gần như đi vào cái bước bước đẩy sáng gần như cuối cùng các bạn nhé. Lưu ý là khi mà những cái chỗ mà chấm cây ở điểm nhấn cuối cùng thì chúng ta làm tiết chế thôi nhé, tức là chúng ta chấm sáng ở những cái điểm mấu chốt thì chúng ta làm ít thì nghĩ nhiều nhé, đừng có làm ào ào ào. Đối với những cái bạn nào quen tay thì thôi các bạn làm sao làm, nhưng mà các bạn nào mới học thì đến khúc đấy là bạn nhớ là nghĩ nhiều hơn làm nhé, như kẻo bút xa gà chết thì đến khi đấy chúng ta rất là khó sửa. Có những bước chúng ta thoải mái chúng ta làm, nhưng cũng có những bước chúng ta kỹ hơn một chút. Vẽ các cành cây thì bạn lưu ý đường ấn lượng có cái đường cong gấp khúc của cành cây. Quan sát những cái cành cây thế hả, thấy là một điều là tạo hóa thật là tuyệt vời, vì họ tạo ra những cái nó tạo ra những đường nét của cây cối rất là sinh động các bạn. Thực ra là đối với những họa sĩ nổi tiếng thế giới đi chăng nữa, khi mà họ họ sáng tác bất cứ bức tranh nào đều phải có tư liệu hết các bạn. Nếu họ một là đi quan sát thực tế, hai là đi ký họa, chứ hầu như không có ai mà tự nghĩ trong đầu mà ra được hết. Nếu mà ai mà nghĩ ra được hết thì nghĩ là họ phải có một cái trí nhớ siêu phàm. Còn những người đi vẽ như chúng ta thông thường là trí nhớ thì cũng không phải là quá đỉnh đâu mà. Chúng ta phải quan sát rất là nhiều. Thực ra khi mà vẽ tranh hoặc là khi sáng tác như vậy, chúng ta phải luôn bám sát cái thực tế, không nên xa rời thực tế luôn. Nếu chúng ta mà tách rời thực tế thì cái bức tranh của chúng ta nó không được đẹp.
cây ở gần như vậy. Vẽ cái lớp trung gian định hình những cây, những cái khóm lá. Cái cây này chúng ta pha thêm xanh dương tạo ra cái sắc xanh nó lạnh hơn, lạnh và trầm hơn chút như vậy. Cái bức tranh này tuy là cái màu sắc nó tương đối là tươi sáng nhưng mà nó cũng không hoàn toàn là tranh bờ hồ các bạn nhé. Nó không phải là tranh bờ hồ là những cái thể loại nó xanh rầm, xanh gì mà nó màu sắc nó lòe lòe thế. Ở bức tranh này những cái cây gần đấy đa phần chúng ta pha thêm màu xanh dương nữa, tạo ra cái sắc độ nó màu xanh nó khác hơn so với màu xanh khác ở trên bức tranh. Sau khi chấm sắc độ trung gian chúng ta chấm sáng. Lẽ ra là khi mà chúng ta ở cái bước lót thì chúng ta đã phải lót cái đất ở phía dưới rồi các bạn nhé. Cái người vẽ họ quen tay thì có thể đi được quy trình, còn chúng ta mà mới học thì cố gắng đi đúng cái quy trình thì có nhiều cái chúng ta sẽ không phải xử lý.
đến lớp trung gian bắt đầu đẩy sáng dần. Bắt đầu đẩy sáng cây gần các bạn. Khi bước đẩy sáng này có màu trắng, các bạn nhớ sử dụng màu trắng cẩn thận chút nhé. Trắng cũng có rất là nhiều tác dụng nhưng mà sử dụng không cẩn thận nó sẽ bị bạc. Sau khi chấm vào hòm hòm, chúng ta có thể lưu về xa quan sát những cái chỗ nào còn thiếu thì chúng ta thêm vào những cái chỗ như bóng nước chẳng hạn. Đây là sử dụng sơn dầu, thành ra màu nó vẫn hòa chung vào được. Còn bạn nào sử dụng acrylic thì chúng ta có thể pha thêm một chút màu màu nền ở phía dưới để chúng ta hòa chung vào nhé. Khi mà chúng ta đã chấm lên thì có nhiều cái như là sắc độ này, vị trí màu sắc của cái cây ở phía trên nó sẽ thay đổi ấy. Thì chúng ta nhấn thêm cái bóng nó sẽ tạo cái độ nước nó trong và sinh động hơn. Đang đi vào cái bước cuối cùng đẩy sáng cây cây ở phía xa nha các bạn, cái cây ở phía bên tay trái ấy. Đến bước điểm nhấn sau cùng các bạn nhớ cẩn thận nhé. Chấm sáng cái cành cây ở phía gần, chúng ta đưa ra mặt nước. Cái cành cây này các bạn làm nó đẹp chút, nó sẽ trở thành cái điểm nhấn.
cái bước này là cũng gần như là sắp hoàn thành các bạn. Cái bước cuối cùng thì các bạn lưu về xa quan sát nhé. Ta cảm thấy thêm thừa thiếu thì chúng ta thêm vào. Bây giờ chúng ta sẽ đèo cái lớp đèo kim ra nhé. Sau đấy là chúng ta đẩy sáng. Khi mà vẽ bèo thì các bạn cố gắng vẽ những cái lớp bèo tự nhiên chứ đừng có đều quá nhé. Có nhiều bạn chia sẻ là tại sao mà nhìn vẽ thì đơn giản như thế mà họ không vẽ theo được. Cái này cũng là quen tay với lại phải học rất là nhiều các bạn. Đã nhấn sáng cây. Cái màu cam cam phía trong chỗ tối này đấy là ánh sáng phản chiếu các bạn. Các bạn luôn lưu ý là cái ánh sáng phản chiếu bao giờ nó cũng tối hơn ánh sáng chính. Đó là cái ánh sáng vay mượn, thành ra là nó không bao giờ mà nó sáng được ánh sáng chính được. Sau khi hoàn thành cái cỏ thì chúng ta bắt đầu chấm cái hoa lên nhé. Thêm một chút trắng để chúng ta đẩy sáng cái hoa. Về phía xa. Ở những bước cuối cùng đấy chúng ta lùi về phía xa quan sát.
cảm thấy thiếu chỗ nào thì chúng ta thêm, là chưa đủ chỗ nào thì chúng ta đẩy sáng nhé. Cũng gần như là hoàn thành rồi. Những cái bước này quan trọng là chúng ta quan sát thôi, chứ không có lời khuyên gì nhiều. Ok, thế là video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy nhấn like, đăng ký và nhấn màn hình của chuông để Hào có thêm động lực để làm những video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.